khỏe luôn. Dốc này nhìn dài thôi, nhìn ở trong điện thoại thì nó dài thôi, nhưng mà một cầu là không bao giờ lên được nha. Đó, nhưng mà hai cầu thì rất là khỏe. Lên, ok. Rồi, được rồi em. Rồi, tắt máy đi. Rồi, chào bà con nha. Này lên cho bà con một con xe máy xới hai cầu. Hai cầu bốn bánh. Con này nó là Yanma úp trừ 2 máy xăng động cơ Yanma GA340 công suất 12 ngựa OHV máy xéo đời mới nha anh bà con. Đây. Đây OHV đời mới nha. Đó, ok ha. Máy là có đề không có giật đâu nha. Máy là đề ha. Đó. Con này thì hình thức nó rất là đơn giản, về mình thích kéo remote thì mình tháo cái đuôi này ra, vứt nó ra ha. Đó, còn mình thích gắn đuôi sới vô thì mình gắn. Đó. Còn tay này là nó ben lên xuống nó như một con máy xới mà lớn thật thụ ha. Con này là hai cầu. Hai cầu nha mọi con. Số nó là 6 tiếng 6 giây, chạy kinh khủng lắm, chạy cực kỳ là nhanh. Đó, răng xới nó nè. Đó, răng xới ha. Răng xới còn phải 70 mấy 80%. Đó, tình trạng xe. Tình trạng xe nước sơn rinh 100% nha mọi con. Không sơn, không dặm, không tút. Con này thì chạy thì rất là đơn giản thôi, dặm dặm cái chân này ha. Bỏ cái số kia lên rồi gạt cái này nè. Đó, gạt cái này là tới là chạy tới, gạt lui là chạy lui, nó vậy thôi. Con này là cần xới nè, con này là cần ben nè, ben ben cái đuôi á, cao thấp đó. Ghế lái qua lăng chạy nhanh lắm nha con này chạy nhanh lắm, chạy cực kỳ nhanh. Con này thì em có hai con, em về hai con, một con có đuôi, một con không đuôi. Con có đuôi này là giá 20 mấy triệu nha, còn con không đuôi là em bán giá 10 mấy triệu ha. Đó, thì bà con nào quan tâm liên hệ cho em, hai cầu hết nha bà con nha, hai cầu hết. Đó, dòng này là hai cầu nha, đây. Đó, cầu đuôi nữa nè, khung gầm nè. Đó, thấy chưa? Đây, quay dưới bà con xem. Đó, thấy không? Khung sườn đồ đẹp nha, không xét không bị lủng mục gì đâu mà con. Đó, thật tới đẹp đẽ ha, cầu trước. Đó. Nhỏ gọn, ngon lành. Bề ngang bánh nó chỉ có 7-80 thôi. Đó, bề ngang bánh chỉ có 7-80 thôi nha. Cái đuôi thì 1 mét. Đó, cái đuôi 1 mét, còn bánh thì chỉ có 7-80 thôi. Nó nhỏ hơn cái bề ngang thùng. Trước có cục tạ luôn nè. Tạ đầu luôn. Rồi, giá bán 20 mấy triệu. Bà con nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0835 585879, địa chỉ thị trấn Thông Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, xe này thì nó chỉ có vậy thôi, cũng không có gì nhiều mà để quay chi tiết lắm. Đó, bà con nào quan tâm thì liên hệ em nhé. Mến chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.